Nhật Bản. Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Đây là chùa Vĩnh Tràng nè anh chị các bạn. Đây là chùa Vĩnh Tràng. Khách du lịch rất là đông. Khách nước ngoài cũng rất là nhiều. Bay, bay, đi câu đít quay. Đây là chùa Vĩnh Tràng anh chị các bạn. Anh chị các bạn thấy bây giờ đời sống của Việt Nam thay đổi rất là nhiều. Đất nước phát triển đổi mới. Những cái khu chùa chiền về mọi tôn giáo người ta xây dựng trùng tu rất là lớn anh chị các bạn. Họ trùng tu cực kỳ lớn mà lại rất là khang trang, sạch sẽ. Rất là đẹp. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Anh chị các bạn thấy đất nước phát triển đổi mới và đời sống về vấn đề mà dân sự con người ta họ cũng tiến bộ và họ thay đổi những cái tư duy về cách sống rất là nhiều, chứ không phải giống như những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp tụi nó xuyên tạc đâu anh chị các bạn. Về mình càng đi nhiều nơi ở quê hương mình sẽ thấy được cái sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải nói rất là tuyệt vời. Anh chị các bạn thấy cái vấn đề ngày hôm nay đa đảng hay một đảng nó không phải là quan trọng, vấn đề là ai là người lãnh đạo, ai là người lái câu thuyền vận mệnh đất nước, cái đó mới là quan trọng. Anh chị các bạn thấy vai quay phía đây, cây đây đây, anh chị các bạn thấy không, đây là một cái chùa Vĩnh Tràng. Một cái chùa này rất là cổ xưa, được trùng tu rất là khang trang. Mà ở Tiền Giang là Mỹ Tho, cái chùa Vĩnh Tràng này phải nói là rất là nguy nga và tráng lệ. Các bạn thấy ông Di Lạc ông ngồi ông cười tê tét nữa, ông nhìn thấy quê hương đất nước phát triển đổi mới ông cũng phải vui mừng và cười để đặng chọn niềm vui với đất nước. Anh chị các bạn thấy khách du lịch đến đây cũng đông lắm anh chị các bạn, những người khách nước ngoài, người bọn da trắng nó đến Việt Nam nó đi tham quan cái chùa này rất là nhiều. Bởi vì cái chùa này nó có cái sự cổ kính lâu đời của nó. Thôi là mình xin chào anh chị các bạn lần nữa nha. Thì mình đi tới đâu like để anh chị các bạn thấy những cái sự phát triển đổi mới ở quê nhà. Đất nước rất là thịnh vượng. Người dân Việt Nam người ta lúc nào cũng phấn đấu để vươn lên, chứ không phải giống như mà những thành phần chống phá đất nước xuyên tạc tìm đủ mọi cách để đặng mà đẩy lùi cái sự phát triển của đất nước. Các bạn thấy tuyệt vời, phía thuốc đằng sau kia là một cái Phật đang nằm, cái tượng các bạn thấy. Bên kia là những cái khu nhà người ta đang phát triển theo những cái khu du lịch như thế này. Việt Nam bây giờ anh chị các bạn biết những cái vùng đất ở đây là ngày xưa nó đâu có giá trị gì đâu. Bây giờ là đụng vô là trái tay. Rất là mắc, rất là đắt. Đất ở đâu khu vực này. Dạ yeah, ông Di Lạc nữa. Thôi lời mình xin chào anh chị các bạn nha. Bye 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 bye. Hẹn anh chị các bạn livestream tiếp. Các bạn thấy đây là những cái cặp khách nước ngoài người ta đi vào Việt Nam, người ta du lịch, người ta tham quan chị các bạn. Nãy giờ mình thấy cũng rất là nhiều, họ đi ở cái hướng phía kia. Bây giờ mình đi ra ngoài rồi. Thôi xin chào anh chị các bạn, bye bye nha. Bye 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 bye.